Ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Ngọn Lửa Campfire đây. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn là biết được phương tiện di chuyển đầu tiên của mình. Mình sẽ chế tạo chiếc xe đạp này. Đây sẽ là phương tiện được di chuyển đầu tiên của mình trong game này. Thì hôm nay mình cũng quay luôn rồi, nhưng mà mình sẽ để ngày mai mới đăng nhé. Vì mỗi ngày mình chỉ đăng 2 video thôi. Thì bây giờ mình sẽ chế tạo 30 cái cung tên, có thể được thêm 30 điểm nữa. Yes. Rồi chúng ta sẽ có chiếc xe đạp đầu tiên. Có lẽ là nó sẽ đi rất là nhanh. Yeah. Wow, chúng ta có cả súng này. Súng chúng ta cần ôi nhiều đồ lắm. Chắc là phải từ từ mình mới có thể chế tạo được. Trước tiên là mình sẽ chế tạo chiếc xe đạp. Niềm mơ ước của mình bấy lâu nay là sẽ chế tạo được chiếc xe đạp. Ta-da, chúng ta đã có chiếc xe đạp đầu tiên. Và bây giờ mình phải sử dụng mới được. Yeah. Nó không đỡ năng cho mình rất là nhiều. Để xem nó cần những gì nào. X1. Yes, mình có tất cả rồi. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy xe đạp đi nhanh thế nào nhé. Ui, đi nhanh cho các bạn. Đi rất là nhanh rồi. Bây giờ game là dễ rồi. Từ để mình chỉnh cái này xuống đó. Ý là nó hơi khó chịu một chút. Có lẽ là mình sẽ lái ra ngoài một tí rồi chúng ta sẽ lút sau nhé. Các bạn có thể thấy nó đi rất là nhanh rồi. Nó sẽ giúp ích cho mình về sau rất là nhiều. Từ đó mình vừa nãy là mình cũng vứt nước ở đây rồi. Mình đã quăng vài con nước ở đây. Khi mà mình cố gắng tìm đủ đồ để có thể chế tạo được chiếc xe đạp này thì mình đã quăng. Sao tôi không đi chậm ấy nhỉ? À được rồi. Tôi tưởng là nó không di chuyển thì mình phát bực luôn ấy. Thật. Bây giờ mình sẽ nhặt nước lên. Yes. Đây là gì? Cái này có sửa chữa được xe đạp của mình hay không? Để xem nào. Chắc không được đâu các bạn. Để xem nào. Không được. Vứt đi vậy. Cái này không sửa được. Bây giờ mình sẽ vào và lút. Lút hết khu này. Cái này là mình lút sẵn rồi. Mình có lút trước rồi. Vài con thỏ vò phạch thì cung mà táo đơn giản mà thực ra là mình cũng đã chơi được rất nhiều tựa game sinh tồn rồi thì mình cũng cảm thấy là nó dễ chơi nhẹ rồi. Sách à? Gì nhỉ? Nhật ký à? Đây là sách hay đây là nhật ký à? À, đây là skill. Ngon. Tự nhiên là được sách dạy skill. Mình sẽ nhặt những cái này. Đăng vào đây. Mình sẽ cố gắng loot hết khu này đi. Xem còn gì để loot không. Vẫn còn vài căn nhà nữa. Lại tối rồi.
Thôi, có lẽ là mình dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.